Mến chào quý anh chị, cô chú, khách hàng và các nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Quận 12, chuyên bán nhà và đất ở Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi sáng ngày hôm nay, em Phúc đang có mặt tại đường nhánh của đường TX 25, phường Thạnh Xuân, Quận 12 để giới thiệu tới quý anh chị một lô đất sổ hồng riêng. Lô đất nằm trong khu phân lô khá là đẹp, đường trước đất có chiều ngang là 7m, hai xe ô tô né nhau thoải mái. Lô đất có chiều ngang là 5m và chiều sâu vô là 16,5m, tổng diện tích là 75m. Đất 100% thổ cư, quý anh chị về có thể xây dựng tự do. Và đường trước đất của chúng ta có chiều ngang là 6m, hai xe ô tô né nhau thoải mái. Và vị trí lô đất thì cách quốc lộ 1A khoảng 1km và cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 6km. Lô đất chúng ta có vị trí là hai mặt tiền đường nhựa trước và sau, thuận tiện để quý anh chị mua xây nhà hoặc là mở văn phòng công ty thì rất là thích hợp. Chủ gửi bán với giá là 3.450.000.000, giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ nói sẽ bớt lọc cho quý anh chị thiện chí. Và bây giờ Phúc sẽ quay cái đoạn đường từ vị trí lô đất ra tới trục đường chính TX25. Được, trục đường chính TX25 là trục đường nối giữa đường Lê Thị Riêng và đường Hà Huy Giáp. Nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể điện thoại cho Phúc theo số điện thoại góc màn hình để tới xem trực tiếp vị trí lô đất, sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để thương lượng về giá. Phúc xin nhắc lại, lô đất của chúng ta có diện tích chiều ngang là 5m, chiều sâu là 16,5m, 100% là thổ cư, pháp lý là sổ hồng riêng và được chủ gửi bán với giá là 3.450.000.000. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ. Video review lô đất của em đến đây xin kết thúc. Xin cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Xin hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau.